Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 9 tháng 1 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, tin vui liên tiếp đối với các hộ chăn nuôi. Trong ngày hôm qua, công ty cổ phần chăn nuôi CP miền Bắc tăng giá, thì trong ngày hôm nay, lượng heo về các chợ đầu mối lớn ở thị trường miền Bắc ít hơn. Theo ông Nguyễn Xuân Lộc, trưởng ban quản lý chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam chia sẻ, trong ngày hôm nay, lượng heo về chợ chỉ dao động khoảng 4.800 con. Lượng lợn về ít hơn so với những ngày trước, chính vì vậy mà tại chợ bán rất nhanh. Tuy nhiên, giá heo hơi tại chợ trong ngày hôm nay cũng chưa cho thấy sự tăng giá. Dòng heo đẹp loại 1 trong ngày hôm nay bán chọn vẫn có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1kg là cao nhất. Nhiều người dự đoán rằng có thể công ty tăng giá, chính vì vậy mà các hộ chăn nuôi cũng như là các thương lái ít đẩy mạnh bán ra để chờ giá tăng thêm vài ngày nữa. Nếu lượng heo về chợ cứ ít như thế này, chắc chắn trong vài ngày nữa, giá heo hơi sẽ có sự đột biến ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc. Trong ngày hôm nay, đa phần các tỉnh ở thị trường miền Bắc phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1kg. Thương lái hỏi mua heo đã nhộn nhịp hơn so với những ngày trước. Theo nhận định của các đầu mối, những ngày tới nhu cầu thịt heo có thể sẽ tăng mạnh do nhu cầu chế biến thực phẩm vào dịp Tết. Và theo đó, giá heo hơi sẽ tăng. Ghi nhận một số địa phương ở các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình hay là đối với trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Nam Định trong ngày hôm nay, mức giá từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1kg rất phổ biến. Những đàn heo đẹp bán cho lái mổ địa phương thì có mức giá cao hơn, nhưng bán với số lượng ít, nhỏ lẻ thì được mức giá 54.000 đồng trên 1kg. Các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi trong ngày hôm nay vẫn chưa chịu sự tác động của xu hướng tăng giá một số công ty chăn nuôi lớn. Bởi trong ngày hôm nay, giá heo hơi phổ biến trong khoảng từ 49 cho đến 53.000 đồng trên 1kg, đặc biệt là khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ hay là đối với tỉnh Tuyên Quang. Một số địa phương ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động, đặc biệt là khu vực Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, hay đối với một số địa phương ở khu vực phía Đông Bắc như Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn hay là đối với tỉnh Tuyên Quang. Mức giá 50 cho đến 54.000 đồng trên 1kg vẫn phổ biến ở các tỉnh thuộc khu vực này. Cũng theo ghi nhận trong ngày hôm nay, các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang dao động trong khung giá từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1kg. Tuy nhiên đơn cử, một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 54 cho đến 55.000 đồng cục bộ ở nhiều địa phương. Cách đây 4 tháng, trang trại của chị Nguyễn Thị Chiên ở Quảng Trạch, Quảng Bình đã bắt đầu tái đàn vụ mới để kịp phục vụ Tết Nguyên đán. Nếu như mọi năm, đây là thời điểm người chăn nuôi heo như chị tăng số lượng đàn để phục vụ cho dịp Tết nhằm tăng thu nhập kiếm lời, thì năm nay gia đình chị chỉ giữ nguyên số lượng đàn như đầu năm. Chị Chiên cho biết, năm nay gia đình chúng tôi chỉ tăng số lượng đàn gà, còn heo thì không dám tăng đàn. Mặc dù số lượng đàn heo nuôi ít, chỉ khoảng 50 con, nhưng chúng tôi không dám nuôi với số lượng nhiều bởi hiện nay giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao. Trong khi đó, giá suất heo bán ở thời điểm hiện tại chỉ ở mức 50.000 đồng trên 1kg. Nếu người chăn nuôi như chúng tôi cứ tăng đàn thì việc chăn nuôi sẽ không có lợi nhuận, chị cho hay. Trong khi những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa dám tái đàn và tăng đàn trong thời điểm cận Tết Nguyên đán vì e ngại giá thức ăn chăn nuôi và dịch bệnh đe dọa, thì các trang trại chăn nuôi lớn theo hướng công nghệ cao vẫn đảm bảo số lượng lớn đàn nuôi. Hệ thống chuồng trại xây dựng hiện đại, cách xa khu dân cư và tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh giúp các trang trại này tự tin tái đàn với số lượng lớn. Bởi trong năm 2023, Trung Quốc đã mở cửa khẩu trở lại, thông thương hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn và nhiều người kỳ vọng với sự mở cửa này, giá heo hơi sẽ có xu hướng tăng bởi sẽ có cơ hội để xuất khẩu sang biên giới. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, các tỉnh ở khu miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1kg. Một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi hay đối với khu Bình Định trong ngày hôm nay
có mức giá dao động 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên trong ngày hôm nay đi ngang với mức giá phổ biến từ 49 cho đến 53.000 đồng, đặc biệt là khu Đắk Lắk hay đối với tỉnh Lâm Đồng đang trần trong khung giá như vậy. Các tỉnh ở thị trường miền Nam cũng không có sự biến động. Một số địa phương ở thị trường miền Đông Nam Bộ, giá heo hơi ghi nhận dao động trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt khu vực Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hay đối với Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá bình quân 52 cho đến 53.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ, phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng. Cũng có những địa phương heo đẹp bán được với mức giá 54.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng heo xấu cũng chỉ dao động 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn chưa có sự biến động nhiều. Một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội như khu vực Đan Phượng, Phúc Thọ hay là đối với Ba Vì có mức giá bình quân từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 54.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở khu Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay cao nhất đạt 53.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình có mức giá bình quân từ 50 cho đến 54.000 đồng. Khu Hải Dương trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá khu Thanh Hà của tỉnh Hải Dương có mức giá bình quân từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam với mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh phổ biến mức giá 50 cho đến 54.000 đồng. Nam Định có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng chưa có sự biến động về giá, phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Ninh có mức giá bình quân 51 cho đến 53.000 đồng. Một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn như khu vực Thái Nguyên 50 cho đến 53.000 đồng. Vĩnh Phúc và Phú Thọ trong ngày hôm nay đồng loạt báo giá từ 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang cũng có mức giá tương tự khi địa phương này báo giá 49 cho đến 53.000 đồng. Đặc biệt, một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay cao nhất đạt 52 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Lạng Sơn có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg, Cao Bằng 49 cho đến 53.000 đồng. Đối với tỉnh Tuyên Quang trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 48 cho đến 52.000 đồng. Hà Giang phổ biến mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động với mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Lào Cai phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái 49 cho đến 54.000 đồng. Sơn La trong ngày hôm nay phổ biến 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên có mức giá bình quân từ 52 cho đến 54.000 đồng. Còn đối với tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay phổ biến 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Trung theo ghi nhận Thanh Hóa và Nghệ An có mức giá bình quân từ 50 cho đến 53.000 đồng. Bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương ở khu vực này đã xuất hiện mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh phổ biến trong khoảng 49 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay phổ biến 50 cho đến 52.000 đồng. Đà Nẵng có mức giá bình quân 53.000 đồng. Khu Quảng Nam trong ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ, nhiều nơi báo giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi phổ biến mức giá 50 cho đến 54.000 đồng. Phú Yên có mức giá bình quân 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu Bình Định có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Đây là khu vực đang duy trì mức giá thấp trong thời gian dài. Khánh Hòa 51 cho đến 53.000 đồng. Khu Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu Tây Nguyên theo ghi nhận Gia Lai 48 cho đến 52.000 đồng. Kon Tum phổ biến mức giá 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk, Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng. Riêng đối với tỉnh Lâm Đồng trong ngày hôm nay, một số hộ chăn nuôi báo giá heo đẹp ở huyện Lâm Hà có mức giá bình quân từ 51 cho đến 54.000 đồng, nhỉnh hơn so với các địa phương khác.
Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Đồng Nai cũng chỉ phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu 51 cho đến 53.000 đồng. Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh phổ biến 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Tây theo ghi nhận tại tỉnh Bến Tre có mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Tiền Giang 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 49 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Bạc Liêu và Sóc Trăng trong ngày hôm nay chỉ có mức giá 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Long An với mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Cà Mau và Kiên Giang cũng dao động 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, khu vực An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp có mức giá nhỉnh hơn 51 cho đến 54.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật giá heo trong những ngày Tết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.